Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài học môn tiếng Việt. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi các giáo viên khối 2 của trường tiểu học Lương Định Của. Hôm nay, cô trò chúng ta tiếp tục tìm hiểu chủ đề Nơi chốn thân quen, bài Bên cửa sổ, tiết 3, mở rộng vốn từ, nơi thân quen tiếp theo. Cô hy vọng rằng sau bài học này các em sẽ đạt được 3 mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất, mở rộng vốn từ về nơi thân quen, từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen. Mục tiêu thứ hai, đạt được dấu chấm, dấu phẩy, đúng vị trí. Mục tiêu thứ ba, đặt và trả lời được câu hỏi khi nào, lúc nào, bao giờ. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau bước vào hoạt động 1, luyện từ. Cô mời các em cùng đọc yêu cầu bài tập số 3. Các em hãy cùng cô kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng chưa nhé. Thân quen, thân thiết, thân thương, thân thuộc, quen thân, thiết tha, tha thiết. Đây là các từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen mà các em đã ghép 6 tiếng thân, quen, thiết, tha, thương, thuộc lại với nhau để tạo thành các từ ngữ chỉ tình cảm. Bây giờ, cô mời các em cùng đọc lại một lần nữa các từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen nhé. Thân quen, thân thiết, thân thương, thân thuộc, quen thân, thiết tha, tha thiết. Cô xin chúc mừng các em đã hoàn thành yêu cầu của bài tập số 3 này. Tiếp theo, cô mời các em cùng đến với hoạt động 2, luyện câu. Bài 4, thực hiện các yêu cầu dưới đây. A. Chọn dấu câu phù hợp với mỗi ô vuông. Viết hoa chữ cái đầu câu. Cô mời các em cùng đọc lại đoạn văn này với cô. Co, Phạt, Diệt Xám rủ nhau về đây làm tổ. Chúng gọi nhau, trêu ghẹo nhau ván cả một vùng sông nước theo Thảo Nguyên. Bây giờ các em hãy bấm nút dừng video và thực hiện yêu cầu bài tập này em nhé. Các em cùng theo dõi đáp án với cô nhé. Ở ô vuông thứ nhất, cô điền dấu phẩy. Vì giữa hai từ chỉ sự vật cò và vạt, cô dùng dấu phẩy để ngăn cách. Tương tự, ở ô vuông thứ hai, cô cũng điền dấu phẩy. Vì dấu phẩy ngăn cách các từ chỉ sự vật, đó chính là vạt và diệt. Ở ô vuông thứ ba, cô điền dấu chấm vì kết thúc câu. Vậy câu thứ nhất cô sẽ điền dấu sau. Cò, phẩy, vạt, phẩy, diệt xám rủ nhau về đây làm tổ, chấm. Ở ô vuông thứ tư, cô điền dấu phẩy để ngăn cách các từ chỉ hoạt động, đó chính là gọi nhau và trêu ghẹo. Ở ô vuông cuối cùng, cô điền dấu chấm để kết thúc câu. Vậy chúng ta có câu thứ hai. Chúng gọi nhau, phẩy, trêu ghẹo nhau ván cả một vùng sông nước, chấm. Vậy các em cần nhớ, giữa các từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, chúng ta dùng dấu phẩy để ngăn cách. Để kết thúc một câu, chúng ta dùng dấu chấm. Tiếp theo, cô và các em cùng đến với yêu cầu viết hoa chữ cái đầu câu. Ở câu thứ hai, chúng ta sẽ viết hoa chữ C trong tiếng chúng. Cô mời các em cùng đọc lại đoạn văn này với cô nhé. Co, phẩy, vạt, phẩy, diệt xám rủ nhau về đây làm tổ, chấm. Chúng gọi nhau, phẩy, trêu ghẹo nhau ván cả một vùng sông nước, chấm, theo Thảo Nguyên. Cô mời các em cùng quan sát. Đây là hình ảnh của con cò. Cò là một loài chim có chân cao, cổ dài, mỏ nhọn, thường sống gần nước và ăn các loại động vật ở nước. Tiếp theo, đây là vạt. Vạt là loài chim có chân cao, cùng họ với diệt cò,
thường đi kiếm ăn vào ban đêm, trái ngược với cò, chúng thường kêu rất to. Và đây chính là hình ảnh của diệt xám. Diệt xám là loài chim trú đông, chim có chân cao, cổ và mỏ dài, lông màu xám hay hung nâu, gáy có lông dài, trước cổ có vân đen và trắng. Diệt xám thường gặp ở khắp vùng đồng bằng, đôi khi cả ruộng lúa vùng Trung Du Việt Nam vào giữa tháng 7 hoặc sớm hơn, nhất là những nơi có nhiều đầm lầy và cửa sông. Tiếp theo, cô mời các em cùng đến với yêu cầu bài tập B. Dùng từ ngữ khi nào, lúc nào, bao giờ, đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Buổi sáng, ông em thường ra sân tập thể dục. Mẹ gọi Nam dậy lúc 6 giờ. Tuần sau, lớp em thi văn nghệ. Để thực hiện được yêu cầu bài tập này, cô mời các em cùng đến với câu mẫu sau. Sáng sớm, đường phố bắt đầu nhộn nhịp. Trong câu này, từ được in đậm là từ nào vậy các em? Đúng rồi, đó chính là từ ngữ sáng sớm. Vậy cô sẽ đặt câu hỏi cho từ in đậm này. Từ sáng sớm là từ chỉ thời gian, nên cô sẽ dùng từ để hỏi khi nào. Cô có câu hỏi sau: khi nào đường phố bắt đầu nhộn nhịp? Hoặc cô có thể nói: đường phố bắt đầu nhộn nhịp khi nào? Chấm hỏi. Khi đặt câu hỏi, các em cần đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm hỏi em nhé. Nào, bây giờ cô mời các em hãy bấm nút dừng video và thực hiện yêu cầu bài tập này em nhé. Các em đã thực hiện xong yêu cầu bài tập này rồi, đúng không nào? Chúng ta cùng theo dõi đáp án với cô nhé. Ở câu buổi sáng, ông em thường ra sân tập thể dục. Trong câu này, từ ngữ được in đậm là từ nào vậy các em? Đúng rồi, đó chính là từ ngữ buổi sáng. Vậy cô có thể dùng từ ngữ khi nào để đặt câu hỏi cho câu này? Cô có câu hỏi sau: khi nào ông em thường ra sân tập thể dục? Hoặc cô có thể để từ ngữ khi nào đặt ở cuối câu. Cô có câu hỏi: ông em thường ra sân tập thể dục khi nào? Hoặc cô cũng có thể dùng cụm từ lúc nào để đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm buổi sáng. Cô có câu hỏi sau: lúc nào ông em thường ra sân tập thể dục? Ở từ ngữ lúc nào, cô cũng có thể để ở cuối câu hỏi. Cô có câu hỏi sau: ông em thường ra sân tập thể dục lúc nào? Vậy các em thấy cụm từ khi nào, lúc nào chúng ta có thể để ở đầu câu hỏi hoặc ở cuối câu hỏi cũng được em nhé. Ở câu mẹ gọi Nam dậy lúc 6 giờ, các em có thể thay thế từ ngữ in đậm lúc 6 giờ bằng từ để hỏi lúc nào. Cô có câu hỏi: mẹ gọi Nam dậy lúc nào? Hoặc cô có thể đặt bộ từ ngữ lúc nào ở đầu câu để hỏi. Cô có câu hỏi sau: lúc nào mẹ gọi Nam dậy? Ở câu tuần sau lớp em thi văn nghệ, các em có thể thay thế từ ngữ in đậm tuần sau bằng các từ ngữ để hỏi khi nào, lúc nào, bao giờ. Cô có các câu hỏi sau: khi nào lớp em thi văn nghệ? Lúc nào lớp em thi văn nghệ? Bao giờ lớp em thi văn nghệ? Các em cần nhớ đây là câu hỏi, do đó khi viết chúng ta sẽ đặt dấu chấm hỏi cuối câu em nhé. Cô xin chúc mừng các em đã hoàn thành yêu cầu của bài tập B. Sau khi nghe cô hướng dẫn và thực hiện hai bài tập, các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được theo các mức độ sau: tốt, đạt, cần cố gắng ở 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, mở rộng vốn từ về nơi thân quen, từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen. Đặt được dấu chấm, dấu phẩy đúng vị trí. Đặt và trả lời được câu hỏi khi nào, lúc nào, bao giờ. Nếu em đạt được cả 3 tiêu chí trên, em hãy tự đánh giá mình ở mức tốt em nhé. Nếu em chỉ đạt được 2 tiêu chí, em hãy tự đánh giá mình ở mức đạt.
Còn nếu em chỉ đạt được một tiêu chí, em cần xem lại video này và cần cố gắng hơn em nhé. Nào, bây giờ các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em tìm thêm các từ ngữ chỉ tình cảm trong cuộc sống hàng ngày em nhé. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.